Xin chào các bạn đến với kênh trung tâm cây giống của chúng tôi. Giới thiệu các bạn về cái loại cây giống dược liệu, đó là cây sáo tam phân. Thì ở cái video trước thì mình cũng đã giới thiệu các bạn về cái cây giống ở bên mình là cái cây giống sáo tam phân. Thì hôm nay có rất nhiều khách hàng hỏi mình đó là cây giống khi mình đăng video lên đấy và viết bài lên website của bên mình thì rất nhiều người đã truy cập vào và hỏi, có đặt lại câu hỏi của mình đó là cái sáo tam phân như này ấy thì nó chữa được những bệnh gì đấy, mà cái giá cây giống khá là cao và giá bán của 1 kg sản phẩm thân rễ sáo tam phân lại khá đắt như vậy đấy. Theo tôi được biết thì trên thị trường hiện nay thì cái cây sáo tam phân này thì 1 kg sản phẩm này nó có bán giá từ 800 đến 1,2 triệu, 1,5 triệu một cân đấy, nó khá là đắt đấy. Thì vậy tại sao mà cái cây sáo tam phân như này nó lại giá nó lại cao như vậy đấy, thì hôm nay chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi đó và cũng hướng dẫn các bạn là cách dùng cái sáo tam phân này sao cho hiệu quả nhất đấy. Thế thì theo các nhà khoa học và đã chứng minh cái này đã được các nhà khoa học và có các cái đề tài khoa học chứng minh rằng là thì cái cây sáo tam phân này hỗ trợ điều trị rất tốt cho một số bệnh ung thư đấy. Và cái chủ yếu đó là 5 cái loại bệnh ung thư chủ yếu sau đây thì các bạn sẽ thấy là dùng được cái cây sáo tam phân này rất là tốt các bạn nhé. Đấy, đó là ung thư đại tràng đấy thì dùng cái sáo tam phân rất tốt. Thứ hai là ung thư vú đấy, thứ ba là ung thư gan đấy, thứ tư là ung thư buồng trứng và thứ năm là ung thư cổ tử cung đấy. 5 loại ung thư này mà các bạn dùng cái sáo tam phân này thì cực kỳ tốt cho cái bệnh ung thư của các bạn. Ngoài ra thì theo y học cổ truyền thì sáo tam phân có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về xơ gan cổ trướng, viêm gan B, bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan rất là tốt, đồng thời là kích thích ăn ngon, ngủ ngon và rất tốt cho phụ nữ sau sinh đấy. Cách thực hiện như sau này, cách dùng cái cây sáo tam phân này nói chung là rễ sáo tam phân rửa sạch và phơi khô thân và rễ nha các bạn nhé. Thân rễ sáo tam phân đó là rửa sạch phơi khô, mang dược liệu đi vào chảo sao vàng hạ thổ, cho dược liệu vào sao vàng vào bao bì kín hoặc là bình thủy tinh có nắp đậy và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát và dùng dần. Khi dùng thì chúng ta lấy 80 g dược liệu cho vào nồi đun với 1,5 lít nước. Thực hiện sắc thuốc cho đến khi chỉ còn khoảng 1 lít, chia đều lượng thuốc uống trong ngày và nên uống khi còn ấm thì là tốt nhất. Đấy. Một số cái bài thuốc về sáo tam phân. Đấy. Bài thuốc sáo tam phân ngâm rượu sáo tam phân thì là các bạn 1 kg rễ sáo tam phân thì các bạn ngâm với 3 lít rượu khoảng 40 độ các bạn nhé. Đấy là những bạn nào có thể uống rượu được thì chúng ta có thể là sử dụng cái này, không thì chúng ta có thể là đun nước chúng ta uống đấy, thì cũng rất là tốt đấy. Thì đây là vừa bên trên thì mình đã giới thiệu các bạn đó là cây sáo tam phân này rất tốt cho 5 loại bệnh ung thư, 5 loại bệnh ung thư và cực kỳ là hữu hiệu các bạn nhé. Nên là nếu các bạn nào mà đang bị 5 loại bệnh ung thư trên và hoặc có gia đình, bạn bè, người thân thì chúng ta nên sử dụng cái sáo tam phân như này. Tôi nhắc lại, thứ nhất là ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư gan, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung. Đấy, đó là cái 5 loại ung thư mà cái sáo tam phân này đặc trị rất là tốt. Đấy. Thì tại hiện tại trung tâm chúng tôi thì đang có rất nhiều cái cây giống sáo tam phân như này để phục vụ các bà con có nhu cầu trồng tại gia đình hoặc là các cái cơ sở là làm dược liệu. Muốn nhân những cái nhân giống hoặc là làm những mua bảo tồn những cái cây dược liệu quý như này thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể là cung cấp cho các bác đó những cái cây sáo tam phân chất lượng và tốt nhất. Và riêng cái cây này thì trồng rất là dễ, các bạn thấy này, dù là thân nó ngắn như này thôi, tầm khoảng 5 đến 10 cm thôi, nhưng mà cái thân của nó rất là cứng rồi, vận chuyển rất là tốt và trồng rất là dễ các bác nhá. Đấy. Cái con các bạn cái này là phải chăm sóc tốt thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt cho chúng ta. Thì các bạn đang có nhu cầu mua cái cây giống 65 phân thì hãy liên hệ với trung tâm của chúng tôi với cái số điện thoại và Zalo ở dưới cái tiêu đề này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.